Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Ok, thì chắc cũng đã lâu rồi mình không có quay clip ha các bạn. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình sao anh không có ra clip thường xuyên. Thật sự thì bận lắm các bạn. Với lại thêm một cái nữa, mình quay clip á, cứ mỗi lần quay clip lên là mấy bạn hỏi mua cá của mình. Mua cũng nhiều lắm, cứ quay clip lên là hỏi mua cá là muốn hết luôn á. Nên những cái video clip mà mình quay lên á, mình không có cá nên mình cũng làm biến quay lên các bạn. Khi nào thật sự mà có cá nhiều chút xíu á thì mình sẽ ra clip, mình quay, mình chia sẻ. Với lại sẵn thì có bạn hỏi thì mình có cá bán cho các bạn chơi luôn ha. Thì mình nuôi nuôi chơi, nhiều quá thì bán thôi chứ không phải là cửa hàng gì nha các bạn. Các bạn theo dõi mình lâu các bạn cũng biết. Đây thì hôm nay quay thì cũng có một số cái chia sẻ cho các bạn. Hôm nay cá thì nó lên cũng nhiều lắm các bạn. Lên khá nhiều. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái con BDS. Ruby BDS các bạn. Giờ mình chuyển qua chơi BDS hơi bị nhiều. Quay sơ cho các bạn xem nè. Chơi cái con BDS này phải kiên nhẫn nha các bạn. Mình cũng mới chơi đây thôi. Thì tại sao nói nó phải kiên nhẫn khi chơi con này? Ngoài các bạn nuôi được cho nó sống khỏe, các bạn phải nuôi cho nó lâu nó mới bung hết cái vẻ đẹp của nó, bung vây bung đuôi. Đặc tính của cái con cá Ruby BDS Bitdosa là vậy đó các bạn, nó phải bung mới đẹp ha. Nè đây, mình mới lựa ra một mớ để mình ghép chống máy nè các bạn. Các bạn thấy cái vây nó dựng không? Mới bắt ra nó còn hơi nhát á, chứ mà các bạn cho nó ăn thì nó vận động á, cái vây nó vận cứng lên nhìn đẹp lắm. Mình chia được nhiều hồ lắm, mình phơm được nhiều hồ lắm. À, nói về phơm, chơi cá BDS thì cần nhất là phải có cái hồ kiến để phơm cá cho nó đẹp nha các bạn. Kiến để mình có cái, với lại có cái dòng nước, cái nguồn nước, cái dòng nước giống vậy nè, để con cá nó tập thể dục, nó bơi. Mình thì mình có mấy cái hồ kiến mình chơi thôi. Cái thùng xốp này nè, nó bữa mình cũng có nói hết lần rồi, nó rất là hay. Thôi để vừa cho cá ăn đi rồi vừa nói cho các bạn dễ hiểu hơn. Nè, cái thùng xốp này mình chơi BDS cũng được nữa, tại vì nó dài các bạn. Con cá mà nó có cái không gian rộng lớn, nó dài, nó bơi lội tung tăng này nọ, nó cũng lên vây lên đuôi dữ lắm. Đó, sắp Tết rồi, chơi full rep đỏ như cờ luôn nè, các bạn thấy đã không? Cái full rep này mình cũng tách chống máy được khoảng 3 tháng rồi. Cái tuổi BDS này nó sẽ còn phát triển nữa nha mấy bạn. Nó còn phát triển nữa. Các bạn thấy cá đẹp không? Đó, mình phơm nó trong cái thùng mút dài 80 này nè. Nó cái không gian nó chỉ dài, nó bơi qua bơi lại, nó cũng tập thể dục được, nó căng được cái vây đuôi đó nữa. Nhìn sướng mắt không các bạn, nuôi cá sướng nhất là lúc cho ăn nè. Đó. Ok. Thử nha. Cái này mình mới bỏ vô, mình mới bắt ra thôi. Chút xíu mình đi ghép chống máy mình cho nó ăn thử miếng coi. Chứ mình thấy nó dựng cái vây nó dựng đẹp lắm. Mình mới bỏ vô nó nhát, nó chưa có ăn đâu các bạn.
nên mình bỏ ít, bỏ xíu thôi, bỏ để cho Nam quay cho các bạn xem. Nó mà quen cái hồ nó dựng cái vây lên nhìn đẹp lắm. Đó, những anh em mà chơi cá BDF á thì họ chơi bằng hồ kiến là chính nha các bạn, để phơm con cá đó. Còn hồ kiến của mình ít lắm, 10 cái như vậy chơi thôi. Đây, mình mới bắt được một mớ luto bass ra để mình phơm tiếp đây. Cái này là cái hồ nhỏ nè các bạn, cái này cái hồ nhỏ, hồ kiến nhỏ trong ha. Mình để cho nó quen nước chút xíu á. Belu thì các bạn không thấy rõ đâu. Mình kiếm cái hồ nào nó hơi tối tối quay cho các bạn xem. Mình nuôi bây giờ mình nuôi HP Belu, BDF, Bitel rồi Unred BDF, Luto Bass, BDF Bitel luôn ha. Hồ HP Belu này cũng đẹp lắm, cái hồ HP Belu này cũng đẹp lắm mà nó không có thấy rõ. Chuyển qua hồ khác quay cho bạn xem phun rác còn có lý hơn. Đó, mấy cái này mình cũng lựa ra được mới chống để mình phơm lên hồ cho nó đẹp. Cái này chưa bung hết đâu nha mấy bạn. Cái này mới cá có 3 tháng à. Chơi tụi này đẹp. Mình nói tại sao phải kiên nhẫn. Chơi tụi này á 5-6 tháng, 6-7 tháng hơn luôn. Mấy bạn nào nuôi tốt, nuôi cả năm trời luôn là nó bung con cá rất là đẹp. Đây, cái này của mình là 3 tháng à. 3 tháng nhưng nó sẽ còn bung nữa nha các bạn. 5-6 tháng đẹp lắm, kiên nhẫn chờ đi. Đây, cái này thì Luto Bass. Mình vẫn còn nuôi Luto Bass ri bông tay bê bướm nha các bạn mà ít thôi, để chơi. Giờ tự nhiên cái mình cũng ghiền cái tụi BDS này các bạn, chơi đuôi hệ người chơi hệ vây đuôi, vây lưng. Bên đây thì nó tơ. Đó, quay sơ vậy thôi. Còn mấy cái hộ dưới đây thì vẫn nuôi các con lớn lên thì cười ha. Đây. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa thì hôm nay mình tại sao mình bắt riêng ra cái này để mình ghép chống máy lại, mình ép cho đẻ bạn. Đây. Bắt được hai bầy cá trống. Cái này mà lên cái hồ cái vàng đèn nó đỏ nữa, đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Để mình thả vô đây ép nha. Đây có một mớ cá mái cũng nhiều lắm các bạn, hai ba chục con cá mái mà mình cho ép 10 con trống thôi. Rồi để vô cho nó quen nước xíu đi. Với lại nước nhà mình biết xử lý quen rồi cũng không sao đó. Mình để ngâm chừng 2-3 phút rồi lát trước khi đi làm mình đổ ra luôn. Đó, ép tiếp để có cá con. Bên đây là Big Mama, mấy con này nó bự lắm rồi, mấy con này mình nói là nó 6-7 tháng hơn rồi nè. Dưới đây chắc cũng 20 con, 10 cặp á. Rồi, tiếp. Ép cá thôi chứ đâu có làm cái gì đâu. Đây. Cá thôi. Mấy hồ này khủng, hồ này tới 40 con máy. Rồi vô làm việc đi. Để đây luôn. Để đây ha các bạn ha. Để đây xíu đi. Nè, mấy cái cách mà cho quen nước mình chia sẻ rất là nhiều ở những cái video clip trước rồi.
các bạn nào mới chơi thì xem lại ha, coi cách thả cá. Còn cái nước nhà mình biết, mình quen, mình xử lý, cứ vậy để nó dậy chừng 20 phút là mình bỏ vô chung luôn ha. Khi cá mới mà mình mua nguồn khác về, các bạn phải xử lý kỹ hơn đó. Bên đây bluetooth bass nhiễm mà cũng đẹp cực kỳ ha. Mình có con, mình có hai con trống phun rét này, không biết gọi nó là gì luôn, nó bự khủng long luôn các bạn, bự khủng khiếp. Các bạn nhìn, các bạn thấy con nào không? Quỷ này nè, viên quỷ này bự lắm. Bữa nào bắt nó lên hồ kiến xô thử. Thấy ở trên Facebook đang có cái cuộc thi rugby online ở Đồng Nai đó các bạn có đăng ký thi không? Để coi mình rảnh mình kiếm ra mấy phương rét mình thi bản Solidex. Thi chơi học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ nhiều anh em nuôi cá đẹp hơn mình rất là nhiều ha. Đó. Nhìn tụi phương rét này ăn phê quá. Xíu qua đây HB Lu thì mình cũng phơm nó trong cái mấy cái thùng mút dài này các bạn. Phơm trong đây, thứ nhất cá nó màu lớn lắm, cái thứ hai nữa nó có đủ không gian chiều dài, nó bơi nó bung hết cái cơ thể nó ra thì nó lên vây đẹp lắm các bạn. Mấy thùng này đông như quân nguyên. Mấy thùng cá này đông như quân nguyên luôn. Đó mấy bạn thấy đã không? Bên đây nè, bên này mới ghê nè. Bên đây mà thả cục trùng xuống hả? Nó đớp như là cá cha, cá dồn. Đó mấy bạn thấy không? Mình chưa có thời gian mình lựa ra cá trống nè. Cá trống bây giờ nó lên được size cũng 2 tháng rưỡi rồi đó. Bây giờ lựa ra tách trống mái là mình phơm lên hồ kiến là đẹp rồi đó. Nhưng mà hồ kiến của mình có 10 cái rồi các bạn, để chơi thôi. Này phun rét con cũng nhiều lắm, dưới đây hồ này cũng cả 100 con đó. Đó nè, 2, 4, 6, 8, 10 có cái hồ kiến làm mắm chơi à. Ừ, nhìn quay lại cái hồ kiến thì mình chia sẻ lại cái nữa. Hồi trước mình nuôi cá ngoài trời thì các bạn biết rồi đúng không, cái vấn đề đau đầu nhất của mình là bị rong, bị rêu, xài biết bao nhiêu loại vi sinh không tốt. Có một cái clip mình chia sẻ mà cái vi sinh coi ca của cá coi các bạn, ở bên công ty coi ca người ta bán, đợt mình đi qua bển chơi người ta tặng. Mình có làm cái clip á, mình không nhớ cái mẫu nó sao, các bạn kiếm lại đi, coi ca vi sinh coi ca cho cá coi, người ta tặng mình cái hũ nhỏ xíu rồi xài giờ cái thích luôn. Hồi xưa mấy cái hồ này các bạn theo dõi nhà mình, cái hồ đóng rêu ghê lắm. Bây giờ nó vẫn có rêu, nhưng mà rêu này là rêu này nó rêu tốt rồi, nó ăn vô luôn rồi nè. Các bạn thấy cái hồ sạch trong phèo rồi, hồ trong lắm dù mình nuôi ngoài trời ha. Đó. Có mấy cái hồ làm giống, có mấy cái hồ kiến làm mắm. Chơi BDS là chơi hệ BDS là phải nhiều hồ kiến để phơm cho nó đẹp. Trong người nhà mình giờ chỉ để được vậy thôi, không có nhiều không gian để ha. Mấy trên đây thì cũng mình phơm cá con nọ thôi, chứ đâu có đây phun rét này nọ tùm lum hết á. Những hắc bê lu giờ chơi hệ bê lu này ha. Kê cho cá ăn chút xíu nữa rồi kết thúc video. Đây cái bầy này mình ép, 21 nó đẻ là không còn chỗ nuôi luôn các bạn ơi. Đó
Các bạn nhớ nha, mình cũng muốn ra video lắm nhưng mà mỗi lần ra video mấy bạn vô mấy bạn hỏi cá quá trời, mình không có cá, không có cá bán ha. Cá này mình tự nuôi lên này, nhiều quá mình bán cho các bạn thôi chứ mình cũng không lấy lại của ai mình bán đó. Nên ít ra video lắm, ra video nhảy vô nó bị em nó hỏi từ lưa một dưa. Đó, khi nào có cá nhiều nhiều thì mình quay lên mình chia sẻ mình bán. Thật sự mấy bạn nào theo dõi mình từ đầu đến giờ các bạn sẽ biết nuôi bán cá chơi thôi, kiếm tiền mua đồ ăn cho tụi nó thôi, duy trì đam mê thôi chứ cũng có, nói chung thì cũng có kinh tế chút xíu. Đây cho cá ăn tiếp. Đó, chốt lại cái vấn đề hôm nay mình muốn nói là chơi cá hệ BDS là phải kiên nhẫn nha các bạn. Kiên nhẫn nó mới ra con cá đẹp. Đây cá này cũng 3 tháng mấy rồi nè. Mình phơm tiếp các bạn, phơm tiếp. Đó. Cá con không à. Chứ đâu có gì đâu. Cái con không ha. Rồi, ok. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.